cả mọi người, welcome back to Lilin Z Channel. Và hôm nay để quay trở lại với tập review and unboxing thì Linh đã quay trở lại với 1, 2, 3 ba em túi, và mọi người có thể đoán là gì không? Và không để mọi người chờ lâu hơn, và hôm nay Linh sẽ nói về thương hiệu Hermes và túi Constance size 18, đó là size 18 và chiều ngang 18. Và hôm nay Linh sẽ nói về các loại da của size 18, bởi vì rất nhiều người đã làm những cái comparison, là những cái review về size 18, size 18 và size 24. Thì hôm nay Linh sẽ review với mọi người về các cái loại da khác nhau của túi Constance. Và Constance đã xuất hiện ở trên thế giới vào năm 1959, là hơn nửa thế kỷ rồi. Thì nó chưa bao giờ hết hot cả mọi người ạ, bởi vì là nó luôn luôn là một tính biểu tượng của hãng Hermes. Nó có một chữ H rất là to, và khi mà cái người dùng, người ta đeo cái túi này, người ta cảm thấy tự hào. Bởi khi là mình đang xách một cái chiếc túi Hermes, nó rất là một đặc điểm mà ai cũng có thể nhận ra đây là một chiếc túi Hermes đó. Thì cái túi này có một giai thoại, đó là nó xuất hiện vào năm 1959 và được lấy theo tên của người con thứ năm của cái người nhà thiết kế và đồng sáng tạo ra thương hiệu Hermes. Thì cái người con đấy, trong cái ngày người con đấy ra đời, thì thương hiệu đã lấy cái tên của Constance để đặt tên cho chiếc túi để ra mắt cái thương hiệu này. Và không thể để mọi người chờ lâu hơn được nữa, Linh sẽ unbox một em Constance này. Là một em mình cũng mới có được thôi. Em này, cái unbox chúng ta có peel nha mọi người. Em này là một em rất đặc biệt. Mọi người có thể đoán là em gì không? Đó là một em Constance 18 size 18, da ostrich, đó là da đá điểu nha mọi người. Khóa vàng, và Linh sẽ để sát ở đây cho mọi người coi cái em da này. Đó, mọi người thấy có đẹp không? Em này vừa mở ra khỏi túi sáng cả một bầu trời luôn đó mọi người. Gen em này là một em khóa vàng nha. Thì Linh thấy là màu xanh mà đi khóa vàng thì nó sẽ cảm gây được một cái cảm giác là ấm áp hơn, và Linh thấy nó sẽ outstanding, nổi bật hơn cho cái chiếc túi này nha mọi người. Và Linh sẽ giới thiệu với mọi người một em nữa để cho mọi người có thể có những cái nhìn khác nhau. Vì nhiều khi là có những bạn mua túi thì các bạn có thể có những cái thông tin để mọi người có thể tham khảo. Đó, và em này là một em. Đó. Là một em màu xanh. Em này có tên là Vertrade. Thì em này có một cái khóa rất là đặc biệt mọi người ạ. Cái khóa khác màu blue rim, rất là xinh. Và em này là da Epsom. Chút Linh sẽ quay cận cảnh cho mọi người coi. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Em để gần ba em túi này cho mọi người dễ hình dung nha. Em này của Linh thì Linh đã có cách đây 3 năm rồi. Cái này là Linh dùng hàng ngày luôn. Nó có tên màu là Piton. Rất là xinh, nó hơi trắng mà nó cũng hơi ghi, nó hơi sang màu xi măng một xíu. Nhưng mà khi mà chụp hình lên nó vẫn là màu trắng nên Linh rất là thích. Bởi vì nó không có bị ngả màu nhiều. Đó, Linh giới thiệu cho mọi người là ba cái loại da khác nhau. Linh để gần như thế này để mọi người dễ dàng tưởng tượng và nhìn ra được. Thì hôm nay Linh xin phép review mọi người là ba loại da. Đó, Linh sẽ quay cận cảnh cho mọi người coi. Thì trong ba loại da này ấy, thì cái da của cái màu Biton của Linh thì nó là da Evercolor. Và các bạn có thể thấy cái dòng da rất là mịn, rất là mềm. Mọi người có thể thấy không ạ? Đó.
Còn một dòng da nữa là mọi người được ưa chuộng nhất cho Constance, đó là da Epsom. Và ngay bây giờ Daily sẽ để cho mọi người xem nếu mà dùng Constance size 18 là size 18 thì sẽ đựng được những gì nhé. Khi mình mở bên trong ra nó có hai ngăn. Một ngăn này có thể để thẻ nè mọi người. Mình để gần cho mọi người coi. Một ngăn có thể để thẻ là ngăn lớn. Và một ngăn nữa cũng có một cái ngăn để thẻ ngoài này nữa. Thì Linh sẽ để chiếc điện thoại của Linh ở đây. Mà Linh sẽ để vừa một chiếc điện thoại nha mọi người. Và một em ví. Và thường thì Linh sẽ để cái ví trước. Sorry mọi người, Linh sẽ để cái ví của Linh ở đây trước. Và một cây son. Linh luôn luôn phải dùng một cây son dưỡng da, dưỡng môi. Bởi vì là ngày nào cũng xài, một tháng có thể xài hết 2 cây luôn. Đó. Và sau đó là chìa khóa. Và cũng có thể là để một cái nước rửa tay, một hộp nước rửa tay nhỏ xíu ở đây. Là hand sanitizer. Và sau đó mình để điện thoại ra đây. Đó. Mọi người có thể thấy đựng rất là nhiều thứ, rất được nhiều thứ nha mọi người. Đựng được rất nhiều thứ đó. Đó, và chúng ta đóng lại. Là chúng ta xách ra đường thôi, hầu như là Linh có thể để được tất cả mọi thứ Linh cần khi mà ra đường. Đó. Và chiếc túi này đeo lên người sẽ như thế nào đây mọi người? Mai Linh mặc một cái đầm đen và cách phong cách hầm hố chút xíu. Linh để đeo như thế này cũng được nha mọi người. Và chúng ta cũng có thể để ở đây và đeo như thế này, đeo chéo rất là xinh, đeo quay ngang như thế này luôn lên người. Cái này mình cũng vẫn có thể mặc đầm và những cái bộ đồ bụi bụi nha mọi người. Và cái Hermes này, cái thương hiệu này nó rất là hay, một cái là túi nào bạn đeo lên người cũng thấy đẹp hết. Cái nào đi ngang qua, có người đi ngang qua mà đeo một chiếc Hermes, bất cứ là thuộc dòng gì, loại gì, style nào thì cũng thấy rất là đẹp và rất là đáng ngưỡng mộ ấy mọi người. Nên Linh thấy là để sở hữu được một em Constance như thế này thì là cũng là rất nên. Và Linh thì đặc biệt là Linh lại rất thích cái da Evercolor này. Bởi vì da Evercolor thì Linh thấy nó mềm ngang với cả da Sweet. Nhưng mà nó lại rất là bền và nó không bị cứng như là da Epson nó ở giữa hai cái da Epson và Sweet, nên là nó không bị chảy như Sweet. Sweet rất là dễ chảy, nhưng mà riêng cái da Evercolor này thì là rất là bền. Mọi người, Linh dùng cái túi này 3 năm rồi và vẫn còn như là mới luôn, mà hầu như là dùng hàng ngày luôn đó mọi người. Đó. Thì cái tiếp theo là cái Epson. Thì cái da Epson này ấy, thì là được các chị em tín đồ thời trang là yêu thích nhất và được săn đón nhiều nhất. Bởi vì là em Epson này là nó rất là bền và đứng form nên là mọi người thích hơn. Còn về em Austrid thì Austrid hầu như là rất là rare, rất là hiếm khi mà mình thấy được một em Austrid như thế này. Nên là hôm nay Linh đã quyết định là quay một cái tập review để cho mọi người có thể ngắm các bé yêu này một cách gần hơn. Đó. Em Austrid này da cũng rất là dễ xài nha mọi người, cũng rất là đứng form, cũng không sợ xước đâu. Cũng rất là trẻ nha. Màu xanh thì là siêu trẻ luôn, Linh đeo lên cho mọi người coi. Đó, xinh chưa? Xinh không? Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi hết cái tip này của Linh về cái review các loại da khác nhau trong cùng một size Constance. Và nếu mọi người thích cái tip này thì nhớ like and subscribe cái kênh YouTube này của Linh nhé, để Linh có thể làm nhiều cái video clip hơn cho mọi người coi những chiếc túi bằng ước mơ của các chị em. Mọi người nhớ subscribe, like nha. Bye bye.